Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video của ngày hôm nay. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu và sẽ xả kho dòng sản phẩm máy Makita, khoan pin Makita 3 chức năng, đầu kẹp Autolock 13 ly, máy chạy động cơ không chổi than, pin châu 10 cell. Các bác mà cập nhật được cái video này của em, những bác nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bác cho em xin một nút like và chia sẻ. Còn những bác nào mà xem kênh của em đầu tiên, lần đầu tiên thì các bác nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký và ấn vào biểu tượng chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi mà bên em đăng tải video giới thiệu về những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Là một trung tâm điện máy chuyên phân phối xỉ lẻ và nhận ship code COD toàn quốc về tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay. Mẫu mã rất là đa dạng và chất lượng ok, giá cả thì luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Khi mà các bác quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác cứ ấn đăng ký kênh của bên em, đảm bảo các bác sẽ luôn cập nhật được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay, hữu ích, chất lượng ok và giá cả thì luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Cái mùa Covid này thì công việc làm ăn rất là khó khăn, nhiều bác thợ là cũng tâm sự là làm ăn đói kém, công việc nó không có nhiều, nên là bên em sẽ xả kho cho các bác một cái lô hàng này, bán xả với cái giá rẻ nhá. Giá rẻ bất ngờ luôn. Có bác nào mà quan tâm muốn đặt hàng cái mẫu sản phẩm này bên em thì là các bác để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, hoặc là các bác alo trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200 thì sẽ được tư vấn cụ thể hơn cũng như là báo giá sản phẩm. Các bác mà quan tâm thì cứ vào trong Zalo của hai cái số điện thoại chính bên em, vào Zalo ép giá thoải mái, bên em sẽ báo giá cho các bác theo số lượng. Các bác cứ vào đó ép giá thoải mái, bên em thanh lý về cái giá rẻ cho các bác thì cái giá nào cũng bán. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết luôn về chọn bộ đầy đủ cái dòng sản phẩm này để các bác có thể là được nắm rõ luôn. Thứ nhất là khi các bác đặt mua thì nó sẽ đựng trong một cái hộp nhựa như thế này. Đấy, cái hộp Makita màu xanh nhá, cực kỳ là đẹp và dày dặn đấy, cái hộp của nó rất là dày. Thì em cũng nói luôn là cái hàng này là hàng Makita Trung Quốc. Đấy, hàng Trung Quốc loại 1 nhá, hàng đảm bảo chất lượng và có bảo hành hẳn hoi. Và chọn một bộ là các bác sẽ có một thân máy đây. Đây là một thân máy chạy động cơ không than và pin châu 10 cell. Một bộ là các bác sẽ có hai quả pin nhé, hai quả pin. Thì đây là một quả pin đã được lắp sẵn vào trong máy, và phía bên trong hộp này đây là các bác sẽ có một quả pin dự phòng ở bên ngoài nữa. Đấy, bộ nào các bác cũng đều có một quả pin dự phòng ở phía bên ngoài và một chiếc sạc nhanh 3 chân như thế này. Đấy, đây là đầy đủ chọn bộ nhé. Các bác có một máy, hai pin và một sạc. Sạc thì là sạc nhanh 3 chân và pin thì là pin châu pin 10 cell. Đấy, cái này nó ghi là 72V và 5Ah. Thế nhưng mà cái pin thực tế của máy nhá, pin thực tế của máy thì là pin 20V và nó được rơi vào tầm 3Ah. Đấy, và các bác nhìn đây, trong cái lỗ thoáng đấy thì bên trong này thì pin của nó là pin màu tím. Đó, hàng pin chất lượng. Đối với những cái dòng máy pin thì là bên em cũng luôn luôn cam kết là gửi sản phẩm tới tay các bác là hai quả pin đều là hai quả pin chất lượng các bác nhé. Hai quả pin theo máy chất lượng như nhau nên là các bác yên tâm. Đấy, không phải như một số đơn vị là người ta bán một quả pin đi theo máy thì ok, còn một quả pin dự phòng ở bên ngoài thì nó kém chất lượng hơn. Bên em luôn cam kết là gửi tới các bác là hai quả pin đều là cả hai quả pin theo máy và chất lượng như nhau nên là các bác yên tâm sử dụng. Và em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái thân máy này. Máy chạy động cơ không chổi than các bác này. Máy chạy động cơ không chổi than và pin châu 10 cell. Cái này là đầu Autolock tự siết này, đầu 13 ly. Đầu 13 ly thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại và máy 3 chức năng. Đấy, 3 chức năng thì các bác sẽ có, đây là chức năng bắn vít này, bên này là búa. Đây là cái chức năng này là chức năng khoan. Đấy, còn ngoài cùng này là chức năng búa để khoan tường này. Đấy, các bác sẽ sử dụng để bắn tháo mở ốc vít này, khoan sắt, khoan gỗ và búa để khoan tường. Khi mà các bác sử dụng đến cái chức năng nào thì các bác xoay cái chức năng đó về cái hình tam giác này cho em này. Đấy, ví dụ như là các bác muốn khoan sắt thì các bác
quay hình cái mũi khoan này về cái đầu tam giác này. Còn khoan tường thì là các bác xoay hình cái búa này về cái đầu tam giác là cho em nhé. Thì cái này các bác sẽ có 20 cấp độ trượt luôn để các bác điều chỉnh. Và có đảo chiều này. Đấy, các bác có đảo chiều đây. Đấy. Có đảo chiều và có nút chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy các bác nhé. Đấy, qua điều chỉnh nhanh chậm ở đây. Đây là cái thông số kỹ thuật này. Đấy, cái này là cái thông số kỹ thuật được dán ở trên máy đây các bác nhé. Thì cái mẫu này là các bác sẽ có đèn led soi sáng đầy đủ hết. Và có chế độ đèn báo pin ở bên dưới này. Đấy. Và các bác điều chỉnh được ở công tắc luôn. Đấy, các bác bấm công tắc nhẹ thì máy chạy chậm này. Còn bấm công tắc càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Đấy, một cái dòng sản phẩm quá là tuyệt vời. Phù hợp với những bác nào mà chuyên bắn máy tôn công trình chinh chiến, hoặc là những bác nào mà làm mộc này, hoặc là các bác lắp camada hay là làm thạch cao, thì các bác sử dụng cái này nó đều ok. Cái này nó là hàng liên doanh, hàng loại 1. Đấy, cái tem Makita của nó dập nổi trên thân máy như thế này. Đấy, rất là đẹp, cực kỳ là đẹp và chắc chắn hàng chất lượng các bác nhé. Đấy. Các bác nào mà quan tâm muốn đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em, đảm bảo là các bác sẽ mua được cái sản phẩm này. Thì cái số lượng của nó có tầm độ 10 đến 20 con. Đấy, bên em sẽ xả tầm độ 10 đến 20 con để hỗ trợ trong cái mùa dịch Covid này. Bác nào mà quan tâm thì phải nhanh tay liên hệ thì mới có đơn hàng các bác nhé. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ, bên em sẽ gửi hàng qua cái dịch vụ bưu điện, gửi về tận nơi cho các bác luôn. Và các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Và em cũng xin được kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.